Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình. Để tiếp tục thanh trang, kính mời quý vị theo dõi Địa đạo Củ Chi trò biệt bợm, tài liệu do Tôn Thất Soạn sưu tầm. Chương trình do Thanh Trang Trí Tôn và Võ Thiên Toàn thực hiện. Địa đạo Củ Chi trò biệt bợm Trước năm 1975, cựu đại tá Tôn Thất Soạn từng là chiến đoàn trưởng thủy quân lục chiến của quân lực Việt Nam Cộng Hòa Nhiệm vụ sau cùng của ông là tỉnh trưởng, kiêm tiểu khu trưởng Hậu Nghĩa. Ông là một trong hai vị chiến đoàn trưởng đầu tiên của lữ đoàn thủy quân lục chiến. Ngày 9 tháng 5 năm 1966, tham dự những cuộc hành quân lịch sử tại vùng 2, chiến thuật và đặc biệt trong trận Tết Mậu Thân năm 1968 ở Thu đô Sài Gòn. Khi Cộng sản xâm chiếm miền Nam Việt Nam, ông bị bắt và bị tù cải tạo 13 năm qua Mỹ theo diện HO năm 1992 và sống tại Iowa City, tiểu bang Iowa. Bài viết sau đây của ông trưng bày những chứng cớ cho thấy địa đạo củ chi của Cộng sản Việt Nam chỉ là một trò biệp thiên hạ. Trong đặc sang hậu nghĩa năm 1999, từ trang 79 đến 84, có đăng bài chiến dịch Rome Pro và cái gọi là địa đạo củ chi. Nội dung có những dữ kiện chính yếu sau. Thứ nhất, cứ mỗi lần đọc báo thấy phái đoàn này du khách nọ đến Việt Nam xem cái gọi là địa đạo Củ Chi là chúng ta thấy mình trực diện với một đám lưu manh. Chuyên môn lừa gạt người khờ khảo cả tin theo kiểu dụ con nít ăn cứt gà. Xin lỗi quý vị, không loại trừ trường hợp điển hình Việt kiều NNL vừa mới xảy ra gần đây. Cái mà Hà Nội Cộng sản gọi là thành đồng vách sắt củ chi là cái bịp bợm, cái tuyên truyền xảo quyệt tất cả hầm hố, địa đạo, chỉ cần một mùa mưa là hỏng hết. Phải đào lại, tu bổ lại. Cái nào không sập thì cốc nhái, rắn rết, bò cạp, bò chét, cư ngụ trong đó. Du kích Việt Cộng bị chúng cắn hàng ngày, ghẻ lát đầy mình, cực chẳng đã, đối diện với cái chết mới chém về chui trốn xuống đó, chịu đựng từng phút từng giờ, chứ từng ngày là xem như tiêu đời. Tối đến là chúng trồi lên miệng hầm, tìm đường trốn đi nơi khác hoặc tập trung để phản ứng lại. Thứ hai, địa đạo Củ Chi là danh từ thường dùng của báo chí Mỹ. Công sản Hà Nội gọi Củ Chi là thành đồng vách sắt. Việt Nam Cộng Hòa ta quen gọi địa danh này là mật khu hố bò. Đây là vùng đồng điền cao su rộng lớn bị bỏ hoang vì chiến tranh thuộc quận Phú Hòa, tỉnh Bình Dương. Phần đất phía hữu ngạn sông Sài Gòn, phía bắc tiếp giáp với mật khu bời lời, quận Trảng Bàng, tỉnh Hậu Nghĩa phần đuôi của mật khu Dương Minh Châu và phía tả ngạn là mật khu Tam Giác Sắc, quân đội Mỹ đặt tên, thuộc quận Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Nói tóm lại, theo ranh giới quân sự và hành chánh của Việt Nam Cộng Hòa trước năm 1975, thì khu vực địa đạo Củ Chi không nằm trong khu vực trách nhiệm của quận Củ Chi, cũng như tỉnh, tiểu khu Hậu Nghĩa. Mật khu Hố Bò là nơi trú đóng của quân khu 6 Đô Thành Sài Gòn, chợ lớn Việt Cộng lực lượng bảo vệ là Trung đoàn 101 Việt Cộng, còn gọi là Trung đoàn Thủ đô Việt Cộng. Ngoài ra còn có tiểu đoàn Quyết Thắng 1, 2. Thứ ba, từ khi Sư đoàn 25 Bộ binh Hoa Kỳ do Thiếu tướng Quay Yên chỉ huy, đến đóng tại căn cứ Đồng Dù, Củ Chi, mật khu hố bò bị tê liệt vì pháo binh 105, 155, 175 của căn cứ này và những phi vụ B-52, bọn cán bộ trung và cao cấp Việt Cộng chỉ sống chui nhũa dưới hầm, ít dám nhẫn nhơ trên mặt đất như trước nữa. Sư đoàn 1 không kỳ Hoa Kỳ còn gây ác liệt hơn cho Việt Cộng. Đơn vị này, TTV nhiều hầu bắt sống rất nhiều Việt Cộng. Ngoài ra, có tin đồn là quân đội Mỹ thả một loại kiến phi châu xuống các địa đạo. Khi đánh hơi người là tấn công, xanh ghẻ lở loét Thêm một tin đồn là quân đội Mỹ có huấn luyện một toán người lùng để thuận tiện chui xuống các địa đạo hầu truy diệt du kích Việt Cộng. Thứ tư, về phía tiểu khu Hậu Nghĩa, khi có tin tức tình báo chính xác với sự hướng dẫn của Hội Chánh viên Việt Cộng, địa phương quân, nghĩa quân, tiểu khu Hậu Nghĩa với sự yểm trợ trực thăng vận của Mỹ đã đột kích và khai thác hầm bí mật chứa vũ khí Việt Cộng. Có một lần 300 vũ khí cá nhân Việt Cộng bị tiểu khu Hậu Nghĩa tịch thu và một số cán bộ quân khu 6 Việt Cộng cùng binh sĩ trung đoàn 101 Việt Cộng bị bắt làm tù binh. Thứ năm, đầu năm 1972, tiểu khu Hậu Nghĩa đề nghị kế hoạch ủi quan mật khu Hố Bò lên quân đoàn 3. Trung tướng Đỗ Cao Trí tư lệnh quân đoàn 3 với cố vấn Mỹ là trung tướng Wayne, cựu tư lệnh sư đoàn 25 bộ binh Mỹ, đã chấp thuận kế hoạch. Phương tiện ủi quang là đơn vị xe ủi đất loại lớn Romplo của Mỹ gồm 12 chiếc. Với một tiểu đoàn địa phương quân tiểu khu hậu nghĩa yểm trợ an ninh giai đoạn đầu và giai đoạn chót, thời gian là một tháng. Giai đoạn 1, thời gian một tuần lễ. Khai quang khu rừng chồi đầy miền bảy Việt Cộng ở phía tây bắc căn cứ Đồng Dù, sư đoàn 25 Mỹ. Ngày đầu tiên ủi quang, khu vực ẩn trú của huyện đội của Chi Việt Cộng. Một số Việt Cộng bị bắt sống với vũ khí đầy đủ, một số bị chôn vùi chết cùng vũ khí dưới sức nặng của xe xích sắt bánh xe, mà ta không kiểm chứng được số lượng chính xác. Một tiểu đội địa phương quân tiểu khu Hậu Nghĩa lần theo lằn bánh xe xích sắt bị sụp xuống địa đạo khoảng 20 mét, moi lên được 17 xác Việt Cộng và 17 súng AK-47 diện tích ủi quan khoảng 5 km vuông. Những ngày kế tiếp, địa phương quân tiểu khu Hậu Nghĩa cũng bắt được một số Việt Cộng chui lên khỏi địa đạo đầu hàng với vũ khí cá nhân. Nhưng sau đó Việt Cộng bắt đầu phản ứng chống cự. Chúng bắn B-40, B-41, súng AK-47 khiến một số tài xế bị thương hay tử thương. Giai đoạn 2, ủi quan mật khu hô bò, thời gian 2 tuần lễ, đảm trách an ninh do thiết đoàn M48 và M113 của sư đoàn 25 Hoa Kỳ phụ trách. Sau hai tuần lễ, toàn bộ mật khu hố bò đã được ủi quan sạch, có nghĩa là khu rừng rậm rạp đầy miền bẫy được bày ra như một khu vực chuẩn bị để lập đồng điền cao su mới, rộng khoảng 60 km vuông. Hệ thống địa đạo bị sập, bị cày nát, đa số hầm hố cũ bị hư hại vì thời gian và thời tiết giai đoạn 3, ủi quan mật khu bời lời khoảng một tuần lễ. Sau khi dưỡng quân và tu sửa máy móc xe cộ một tuần, đoàn xe Romplo với sự yểm trợ của thiết đoàn sư đoàn 25 Mỹ đã ủi sạch mật khu bời lời mà không gặp một trở ngại nào. Đây là nơi đóng quân của ba trung đoàn Việt Cộng, Kiều 761 Q762 và kêu 763 Sẵn đà đoàn Romplo plô ủy tiếp lên phía bắc đụng con đường từ trảng mít tây ninh qua dầu Tiến bình dương sau hơn một tháng đoàn Romplo đã ủi quang một diện tích khoảng 400 km vuông từ con đường củ chi Phước cường lên đến con đường trảng mít dầu Tiến dọc theo hữu ngạn sông sài gòn bao gồm hai mật khu hố bò và bờ lời quân khu 6 việt cộng đô thành sài gòn chợ lớn và ba trung đoàn Q761, Q762 và khi 763 đã bị thiệt hại một số về nhân mạng và vũ khí trong chiến dịch ủi quan năm 1972 này. Phần sống sót còn lại, chịu đựng không nổi, phải rời bỏ căn cứ an toàn lâu đời để trốn chạy sang đất miên dung thần. Kết luận, dưới lưỡi cày và xích sắc của đoàn Romplo của ta, địa đạo củ chi của Việt Cộng đã bị ủi quan và phá hủy địa hình qua mùa mưa năm 1972 hệ thống địa đạo củ chi đã bị ngập nước và hư hại vậy còn địa đạo nào nữa mà quý vị đến xem việt giang cộng sản đã trình diễn và bịp thế giới một thế hệ cộng sản kế tiếp đang lấy cái giả cái bịp làm cái thật khốn thay cho đến nay chúng vẫn chưa chấm dứt trò đại biệt này thủy cung lục chiến tôn thất soạn